Xin chào tất cả mọi người đã đến với Hoa ngữ hình nhân, trung tâm chuyên dạy tiếng Hoa. Mình là Hề Tân, chủ nhiệm Hoa ngữ hình nhân. Hôm nay mình sẽ quay clip này sẽ dạy cho các bạn thứ nhất là cài đặt phần mềm gõ tiếng Trung. Phần mềm gõ tiếng Trung. Thì phần mềm gõ tiếng Trung này có tên là gì mọi người? SoCore. Phần mềm này gõ tiếng Trung cực kỳ nhanh, gọn lẹ và hiệu quả. Cái hai mình sẽ chỉ các bạn cách đánh chữ giản thể. Giản thể ha. Và phồn thể. Cái thứ ba mình sẽ chỉ các bạn cách đánh một số chữ Hán đặc biệt. Ha. Rồi, đầu tiên nhiệm vụ của mình là sẽ đi cài chỉ các bạn cài đặt phần mềm gõ tiếng Trung. Thì đầu tiên các bạn cài đặt đó thì các bạn vô trang web của bên trung tâm mình. Thì trang web trung tâm mình là Hoa ngữ thành nhân 0909.com. Thì một hồi mình sẽ để cái trang web bên dưới. Sau đó bạn nhìn bên trái ha, bên trái của mình đó, là bạn thấy là có để là download SoCore, và bạn bấm vào đây. Thì khi các bạn bấm vào đây nó sẽ ra có hiệu, sẽ ra có được hiệu này, phần mềm SoCore mọi người. Thì nó đánh cái phần mềm có màu sắc đẹp nè, cái hai nó có những cái hình biểu tượng á, cũng rất là đẹp. Mình không nhìn trắng. Thì các bạn nhìn bên dưới đây nó ghi là lý trí xe dài, có nghĩa lập tức tải. Mình bấm vào đây thì các bạn thấy là giờ bên góc trái của mình đó là nó đang cài đặt. Thì nó cài đặt cái này cũng nhanh nè mọi người. Và các bạn chú ý là bên góc phải mình là chữ gọi bằng tiếng Việt, tiếng Anh chứ đâu có bằng tiếng Trung đâu. Rồi, sau khi mà nó đã tải về máy thì các bạn vô thư mục của nó. Thì các bạn nhớ bấm vào đây. Sau đó các bạn nhớ bấm Yes, có nghe cài đặt. Thì các bạn thấy là khi nó hiện thị ra là lý trí an toàn lập tức cài đặt, bấm vào đây. Các bạn thấy không? Nó đang cài 6% ha. Mười phần trăm. Cái phần mềm này mà các bạn nào mà biết nhiều tiếng Trung á, phiên âm á, đánh cực kỳ nhanh, nhanh hơn kể cả người Trung Quốc và người Đài Loan luôn mọi người. Về 3% cũng còn mới đầu nó hơi chậm chứ họ lại chạy rất là nhanh, các bạn thấy không, tốc độ chạy rất là nhanh. Các bạn cũng có thể qua trong web mình xem ha, bên đây là có tất cả đầy đủ thông tin học ha, có đầy đủ thông tin học ở trên mọi người ha. Để HK gì luyện thuyết HK cũng có luôn ha. Rồi thì của mình là một hơn tải với 100% rồi, thì các bạn đợi nó đi, nó sẽ hiển thị ra 92% thôi à. À, bây giờ là 3 giờ, gần 4 giờ sáng rồi. Rồi, các bạn sẽ lý trí thời gian lập tức trải nghiệm. Rồi các bạn cứ nhấn save bua cho mình đi ha. Tiếp tục hoài. Rồi, các bạn chú ý phần này ha, nó kêu là chọn mấy cái này là mấy cái phần phụ nó mọi người. Kêu kêu á. Rồi những cái nghe nhạc này nó thôi, nói chung tốt nhất là các bạn đừng không khỏi chọn đi, tại vì nó sẽ hay hiển thị lên, nói chung là phiền mình á. Bạn không chọn nó sẽ không hiển thị. Rồi save bua. Đó, những hình thù đẹp không? Save bua. Xe bù hòa luôn đó. Em muốn chọn hình thù nào cũng được ha, tùy. Hoàn thành, hoàn thành xong. Đây các bạn muốn hoàn thành xong chưa thì các bạn nhìn vô đây bên góc phải thấy không, thì các bạn thấy nhập bên trên của mình để chữ S không, chữ S màu cam là đại diện cho cái phần su cổ mọi người.
Rồi bây giờ mình sẽ đi đánh thử ha. Đánh thử. Bạn bấm vào đây, chọn tiếng Trung. Rồi hãy mà ní hào mà thấy chưa? Nó tự nhớ luôn mọi người, phần mềm nó tự nhớ luôn ha. Đó, ní hào mà. Đó. Ví dụ như được gọi ủa hãnh hào. Ồ, các bạn biết tại sao mà nó ghi chữ ủa mà chữ v kép và do không được mọi người. Các bạn chú ý là khi đánh phần mềm tiếng Trung thì các bạn phải nhớ là vô phần Unicode và chỉnh chữ V này thành chữ E nha mọi người nha. Đó, rồi các bạn đánh thoải mái. Ủa hãnh hào. Đầu tiên đây, của Thảo đây. Xong rồi cho mọi người ha. Các bạn gõ nguyên câu dài ha. Nì chào summer. Mình chưa gõ hết mà nó đã ra luôn hết cho mọi người không? Mình chưa gõ hết đã ra luôn mọi người không? Là phần mềm rất thông minh. Nì chào summer miễn sự. Đó. Cứ gõ bình thường ha. À, thì các bạn chú ý đây là chữ giản thể. Ví dụ bây giờ mình sẽ chuyển sang chữ form thể. Đây nãy đánh dạng thể rồi, bây giờ nhiệm vụ của mình là gì mọi người? Đánh chữ gì? Phồn thể. Làm sao để nó phồn thể? Các bạn chú ý. Khi đánh chữ phồn thể này thì các bạn chú ý một điều. Các bạn sẽ bấm gì á? Control. Control. Các bạn muốn chỉnh là tiếng Việt các bạn hãy chỉnh bên đây ha, đều được ha. Control. Cộng cho ship cộng cho chữ F thì các bạn nhớ nha, mình cộng ba cái này á, khi các bạn cộng ba cái này lại thì phải cho nó đi chung luôn à, control ship F giữ nguyên mà control ship F giữ nguyên rồi ok thế là xong. Bây giờ mình sẽ gõ thử nha. Ni hào ma thì các bạn thấy chữ ma của mình không? Đây đây ma của mình có nghĩa là chữ này là gì ạ? Phong tẩy đó, mình gõ một chữ khác nó dài hơn rồi, vô chữ cao cao xin đó, bạn thấy chữ cao xin không? Cao xin của người ta quá trời nhiều nét luôn phải không? Đó. Rồi. Vậy bây giờ các bạn muốn chuyển sang cái chữ giản thể sao? Cũng y chang vậy luôn. Thì các bạn sẽ bấm gì ạ? Control Shift F giữ liên tục này, giữ lúc nha mọi người ha. Rồi. Cao xin. Đó. Đó chị ma, em thấy chưa? Xong. Nhiệm vụ thứ ba của các bạn là gì? Là mình sẽ chữ ra một số chữ hoa đặc biệt. Thật ra cũng không gì đặc biệt cho mọi người à, ví dụ như mình muốn gõ chữ nùi ha, các bạn nhìn thấy chữ nùi hả mọi người ha, chữ này ví dụ chữ lui sơ đây ha, nùi và lui sơ ha, đấy thì các bạn chữ nùi là phiên âm không n u, các bạn nắm là u chắc cũng sẽ không ra và bấm là u sẽ không ra ha. Thì các bạn nhớ khi mà những chữ như thế này thì các bạn phải bấm cho chữ phiên âm đầu tiên là chữ n, xong vậy cái bên chữ v. Ví dụ anh nào về thấy không, nó sẽ ra chữ nhị rồi anh là về, có nghĩa là những cái chủ chữ mà âm hai dấu chấm trên đầu chữ u đó, là uy á, thì các bạn đánh là trừ cả phiên âm phía trước và cộng cho chữ về nó sẽ ra. Cái này hay lắm mọi người, như nhiều người có nhiều người á, làm lâu năm nhưng vẫn không biết cách đánh này. Xong bài học của chúng ta hôm nay là kết thúc và hẹn mọi ha. À, hy vọng mọi người like và chia sẻ nhiều để cho bên mình sẽ làm nhiều clip hay hơn nữa. Vâng, xin cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.